Thưa quý vị, Chủ tịch Ngoại giao Liên Âu tiếp tục tạo áp lực lên Do Thái trong tiến trình hòa bình tại Tây Ngạn, tương tự Trung Đông. Bà Catherine Ashton vẫn còn hiện diện tại Do Thái và khu vực Tây Ngạn và có nhiều buổi hội thảo với Thủ tướng Palestine Salam Fayyad và Thủ tướng Do Thái Shimon Peres tại thủ đô Ramallah. Fayyad và Ashton đã đồng ý sẽ có một cuộc thương thảo giữa EU và chính quyền Palestine liên quan đến các kế hoạch hành động trong khu vực và bàn thảo quan hệ song phương giữa chính quyền Palestine và Liên Âu trong vòng 5 năm tới. Theo những văn bản công bố trước đó, EU đã đồng ý viện trợ và tái thiết quốc gia Palestine. Nhưng trước thời điểm suy thoái và khủng hoảng kinh tế tại châu Âu, các nguồn viện trợ ngân sách tới quốc gia Palestine bị cắt giảm trầm trọng và ảnh hưởng tới sự điều hành quốc gia Palestine bị giới hạn vì không còn ngân sách hỗ trợ. Sau buổi họp, Thủ tướng Fayyad trả lời tới thông tấn xã địa phương rằng chính phủ Palestine vừa mới hoàn tất bàn thảo một chương trình hành động mới với những điều cam kết trong Hiệp ước Palestine và Liên Âu. Và đây có thể là nền tảng cho sự phát triển và hợp tác trong một chiến lược kinh tế lâu dài. Chủ tịch Ngoại giao Liên Âu khẳng định, EU sẽ cam kết tiến hành hỗ trợ quốc gia Palestine dựa trên kết quả từ cuộc đàm phán song phương giữa Palestine và Do Thái. EU sẽ không ủng hộ hoặc nghiêng về bất cứ quốc gia nào. Các kết quả hồ sơ Palestine và Do Thái sẽ được làm nền tảng và EU sẽ dựa vào kết quả này, hợp tác và làm việc chung với Palestine. Vào sáng thứ Tư, Ashton đã gặp gỡ các quan chức ngoại giao Do Thái, bao gồm Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Peres, liên quan tới các điều khoản cấm vận tới quốc gia nguyên tử Iran và các cuộc bạo động bắn hỏa tiễn sang phần đất Do Thái từ lực lượng vũ trang Hamas tại Tây Ngạn.